bạn vừa hỏi ngay. Bạn đi thân cấp bậc thầy. Bậc thầy của mình thì đã được thăng cấp lên là cấp 4 rồi. Và còn nhiều bậc thầy cấp 3 nữa. Mình sẽ tăng cường dần dần. Bậc sủng vật, sủng vật sẽ lên được theo với mình. Mình vừa nhận xong quà tặng các sản vật. Bây giờ mình đi xem trang bị cái nhân vật của mình. Rất là nhiều trang bị ở đây, mình dùng đến cái đường để sẽ bán ra. Trang bị là các bạn không cần đến, các bạn bán đi thì sẽ được tăng xu lên. Và cũng một số món đồ ở trên trang bị ở trên túi này thì mình thấy là sau khi bán xong thì nó có thể đổi được ra bạc. Sau khi mình bán trang bị thì mình sẽ có thể là xử lý như thế này. Mình mất máu rất là nhiều rồi, đi
Khi mà cuộc đấu xong thì mình sẽ quay lại tiếp tục chiến đấu. Cứ như chạy đâu là quá chạy theo mình như vậy. Mình đi đánh quái nhé các bạn ơi. Lâu rồi chưa chơi cái game nào mà nhiều quái như thế. Các bạn mà chơi game này thì đánh quái chỉ có bỏ tay thôi. Để đỡ tốn một chiến. Cái này thì đánh như pháp để chết ngay được mà. Để đánh trong một thời gian dài để tăng lực chiến lên và làm các nhiệm vụ. Ngoài đánh như con quái nhỏ đánh ra thì mình đánh boss nữa. Thế mình sẽ chọn một trong ba boss trên thế giới để chiến đấu. Lúc này có thể chọn đánh boss 3 lần nữa mọi người. Đánh mãi mà không có tí máu nào. Mấy con quái này siêu nhỏ thôi mà khỏe thế các bạn ơi. Mình thắng một chút các bạn ạ.
mình sẽ chạy sang hướng khác. Như thế là con hóa khác.